ngoại đẹp quá ngoại ơi. Làm để chiều nay đi sinh nhật đó hả? Làm đẹp quá hả? Có làm keo nữa hả? Làm cho nó phồng lên nè. Trời ơi, vui quá ha. Dạ đó chị Lùng. Vô mình dò. Má, có bạn tới thăm, ngoại có bạn tới thăm. Má tối rồi, không chị? Đâu? Má ơi, vậy giờ má có muốn gắn cái này không má? Hồi bữa con hỏi má muốn gắn không, má nói gắn. Giờ hay là muốn dời, dời cái kia qua đây. Vậy khỏi gắn này hả? Ừ. Không, cái sao mà có cá mà đen đen á. Cái đó không được. Rồi, bỏ vô. Bún cá ngừ. Cá ngừ này mình mua ở Đông Ba nha. Ăn với bún với ớt tỏi. Để con giả ớt tỏi ha. Giả rồi đó. Giả rồi hả? Đào quá. Nó siết chặt về dinh nha. Dạ. Rồi, ở đây luôn ha. Bún cá ngừ đây, bún cá ngừ của người Huế nấu đây. Hồi đó má cũng hay làm bún cá ngừ mà ha. Ừ. Cô đó là ai vậy má? Tàn tập tị dục quá mà. Cô qua thăm má hả? Ừ. Bà té, bà bị... Trời ơi. Sưng mặt, sưng mày đó. Đau quá ha. Sao sưng té ở đâu má? Té sao vườn á. Té có ai biết không? Có ai biết không má? Biết thì đem đi nhà thương, đi ngón tay bị đứt ra. Trời ơi. Sau qua... thì mấy bài tám bụi đó. Trời ơi, bây giờ ngón tay còn cứu được không má? Còn được. Ừ. May là mà làm gì vậy má? Làm gì ngoài vườn mà té dữ vậy? Cầm cái kéo để cắt cây á. Té với cái kéo nó đập vô. Cầm cái kéo cắt cây mà mình bị té. Ừ. Có cần củ hành không? Củ hành chị. Hành lá đó, hành đầu là hành lá trắng á. Cho nó thơm. Thôi giờ dạ, không cần đâu. Lá nè. Thờ ba. Mấy cái chén, múc một chén với cá nữa đi con. Cơm với cá như mẹ với con. Cay hả má? Ừ. Dạ. Bụng cá ngừ đà dương. Đó, bụng cá ngừ đại dương ăn về bụng về rốt sọng. Có hai tô, một tô là cay và một tô là không cay. Bụng cá ngừ lâu lắm mới ăn của người Huế nấu. Đó, cảm ơn chị Luật. Qua Luật nó đi mua, ta nói là mở hàng nó coi chừng ta bán. Nói sao mà chị hay vậy, mới vừa lên chút cái là chị. Đúng rồi, mới lên 5 phút là con biết á. Ừ. Xong con kêu chị Luật mua liền á. Thế ngày mai con đến con hỏi hôm qua bún cá ngừ đại dương bán đắt không. Rồi giờ mình qua ăn nha, má. Tới mày hỏi cái chân ta ế, ta đưa hết cho cá chị Luật đem về ăn. Cho chị Luật đem về ăn luôn hả? Cho hết á. Bán nhiều quá, không ai mua hết trơn. Luật giờ má muốn gắn cái này lên không? Nhà có 4 cái thay vì 2 cái. Cái này nó rất khó là có dây điện luôn. Ờ, vậy hả? Vậy giữ đi ha. Cái này giữ. Còn cái này mình gắn thêm. Cái này là phải thay pin. Mình nó nói 10 năm mà không biết tới 10 năm không biết. Vậy giờ mình gắn thêm một cái đây được không má? Má. Được. Vậy ha, con gắn thêm cho má ha. Cái gần đây nè. Dạ, đúng rồi. Chờ tay lên. Này thay bên hả? Dạ.
Vậy ha, anh lái đồ gánh ha. Rồi. Có thợ đây, thợ ăn chấm đi đây em con. Rồi ăn qua ăn anh. Đi ăn cà trà rồi con. Dạ, phòng má luôn. Để cho má má má, má. Cho an toàn cho má ha, má nghe rú một cái là má. Cái đó thì rú rồi, trong phòng má làm chi nữa. Nó rú ngoài này mình đó mình chạy ra chứ đâu ở phòng làm gì nhé. Rồi, qua đây ăn má. Anh ơi, qua ăn anh. Nó trái trong phòng, lúc mình ngủ á, nó trái rồi mình... Mình chạy vậy kịp. Mình, nó kêu trong phòng, mình thức dậy. Chút xíu mấy bước chạy. Chị Luật ơi, qua ăn chị. Cái gì, anh nói gì, anh nói... Chết trong nhà luôn hả? Dạ, chết trong nhà luôn. Không, vô nhà thương mới chết. Ô, nhà thương mà tại sao nhà. Tại sao nhà bên đó cháy má? Má nói lại đi. Nấu ban đêm mà để quên á. Ờ. Nấu ga rồi đó. Nguy hiểm. Hình như là ga không có tắt làm sao đó. Phải không má? Đúng rồi. Xong cái nó bay hơi xong cái nguy hiểm quá. Nguy hiểm lắm. Ga là phải mới xu là mình phải tắt đó chị. Ở bánh ngồi vậy. Dạ. Mình có cái bình ga đâu mà tắt. Không. Nó xài ga đó, mấy cái lò đó. Không mấy cái lò đó. Cái nào cũng phải tắt hết. Dạ, cái nào cũng phải tắt trước khi đi ngủ. Tới hết luôn á. Ờ. Thôi mà nó còn còn tấu chuyện thò tay vô thử. Cái lửa mà không không có thò. Nó tắt rồi nhưng mà ga chưa tắt. Cái ga đó còn xì là không được. Còn xì á là nguy hiểm lắm. Ừ. Nhớ nha. Má ăn má được. Con mời má, mời chị Luận. Mời con. Dạ. Ngon quá, ngon quá. Huế nấu rồi tôi cay dữ lắm. Bò cà chục trái ớt cầm. Cái này á là mình mua bao nhiêu đây? Còn ở trong xóm chị? Còn nước. Ừ. Còn nước không mà, còn cá như đây. Mình mua bao nhiêu đây nè, mình ăn được 4 người luôn. Mà có 15 đồng thôi. Mà kho rồi sẵn sàng hết rồi, nước rồi ăn. Lâu lắm rồi con định ăn món này mà con chưa kịp ăn á thì thấy ở chợ Đông Ba. Chợ Đông Ba có bán một phần vậy đó, mà 15 đô, thành ra mua. Chị Luật ngày hôm qua chạy ra mua, vui quá. Hôm nay ăn được 4 người. Không, con thấy chợ Đông Ba bán đồ ăn ngon ghê má. Thấy đúng mùi, đúng cái hương vị của Huế đó. Thành ra mình ăn mình thấy quen thuộc lắm mà. Mình nếm nếm rồi vừa cái miệng mình lắm. Của người Bắc thì không có hợp lắm. Dạ yeah. Người Bắc thì phải có cái món riêng của họ thì mình ăn mới được. Ừ. Còn ví dụ người Bắc mà nấu món này thì con nghĩ là không có ngon. Đúng rồi. Dạ yeah. Không, má ăn đi cách. Má ăn đi. Đừng có con, tụi con ăn cá với rau đủ rồi. Không có muốn ăn thêm. Người Bắc có cái món là sườn. Sườn hả chị? Sườn bung với canh cải. Dạ yeah, canh sườn bung. Chị Luật ơi, chị Luật ăn bún cá ngừ đại dương của người Huế, chị có cảm nghĩ như thế nào? Mỗi vùng miền nó khác nhau. Ừ. Mà chị thấy ngon không? Cũng ngon. À. Ăn ngon không má? Là ngon. Ăn lần đầu tiên. Em con nhận. Thấy ngon quá. Anh ăn thấy ngon. Sao? Vậy hả? Ừ. Anh thiện với chị Luật là người Nam nha. Ừ. Người Nam bắt con cá gô bỏ ông gỗ á. Dĩa bún đã hết sạch rồi, bây giờ thêm một tô bún nữa đã đưa ra. Ngày hôm qua là chị Luật là mở hàng hả chị? Mở hàng chợ Đông Ba. Mở hàng món ăn này nè. Cả nhà. Chợ Đông Ba. Ngon quá. Ăn lâu lắm rồi mới ăn món này má. Sao chị Luật chị nói lại? Nó đẹp. Nó khoảng 76 tuổi. Nó trẻ ra 10 tuổi á. Ừ. Đẹp chị ha. Nó trẻ. Chiều nay má mặc đồ lên, em chọn đồ cho má rồi. Chiều nay má mặc đồ lên má còn đẹp dữ nữa. À, với lại cả nhà ơi, mình ăn cái bún cá ngừ đại dương này nè.
là mình phải đâm ớt tỏi nha. Anh đâm ớt tỏi sống á, mình bỏ vào đây. Đó, và tùy theo mình ăn cay nhiều hay cay ít thì mình bỏ ít, nhưng mà phải có cái mùi vị ớt tỏi thì nó mới ngon và hấp dẫn. Ha. Quánh nó là ngon. Bỏ đường, bỏ chanh là không ngon nha. Không có bỏ đường với chanh. Ăn ớt tỏi sống bỏ vô. Làm chén ăn ngon. Hôm nay định đưa má đi ăn sushi chay. Cuối cùng có món này cũng hấp dẫn quá má. Còn ngon hơn. Quán chợ Đông Ba này nó bán rất là nhiều đồ Huế, thức ăn Huế như là bún xào nghệ nè, dừa trường nè, rồi cơm hến, bún hến, bánh canh Nam Phổ, bún bò Huế, ngon. Cơm hến không biết một phần nhiêu á? Dạ thì cũng 15 năm. Nhưng mà hai người ăn luôn á. Cơm hến. Mình nói đừng với lại cháo nghêu. Cháo nghêu ngon lắm. Cháo nghêu là mua một tặng một nha. Tối má ngủ không được vậy, giờ má có mệt không? Chút ăn xong mà ngủ là mệt gì. Tuổi già rồi, thường thường tuổi già khó ngủ. Ít có người mà ngủ được. Không, mấy lần trước má cũng ngủ được vậy bộ. No quá. No mà vẫn muốn ăn nữa nha. Lạ vậy á. Tham ăn như vậy á. Anh bắt giùm em á. Bắt cái alarm á. Nghỉ chút xíu đi. Mới ăn xong nghỉ chút. Bún cá ngừ này họ kho chung với thơm á. Đúng kiểu người Huế luôn á chị. Em thường á, em kho cá đó, mà người Huế là phải bỏ thơm mới đúng kiểu á. Trang á má, nó mua cho ba má nó một cái xe. Cái xe hơi mà kiểu con cóc á. Màu trắng gì nè. Dạ, đi bằng điện. Rồi cái đi vòng 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 trong xóm chơi. Dễ thương ha. Nó mua cho ba nó đi. Ngon quá, cảm ơn má. Ăn hết luôn ha. Bốn người ăn một đống bún á hả? Ngon chị Luật. Rồi gánh đi. Bún trên nó luộc á. Trên nó luộc mà quá ít ăn cũng đủ. Quá nhiều. Đang nửa chừng hết bún là uổng lắm. Cả nhà ai mà muốn ăn bún cá ngừ đại dương á, ra chợ Đông Ba nha. Làm đúng kiểu Huế luôn. Vừa ăn ngon miệng. Chị Luật vừa mới nói á. Khỏi thêm nước mắm. Dạ. Rất là vừa ăn. Ăn mà xì xà luôn. Ngoại vô đánh răng ngủ nha. Chiều nay 5 giờ rưỡi con qua. Cô Trinh có việc ngủ nó cái ghế này đang ngủ. Đang ngủ làm mà nó hư cái đầu.
Bây giờ má muốn ngủ ở đâu? Tắt ngủ đây. Trời, điệu dữ á. Má, thứ bảy. Thứ bảy uống thuốc. Ở đó được rồi đó anh. Này có cao quá không? Không, cao. Cao quá anh. Má tới đi, má tới thử má. Thử gì nên biết. Má cũng bằng anh thiền chứ chẳng lại lâu má anh thiền. Má mà bằng anh thiền. Má cao mà. Ngồi lên. Này ở Costco nó bán bao nhiêu hai cái vậy anh? 50 mấy đồng. Ủa hai cái 5 mấy đồng à? Gần quá không ta? Nó có khói một cái là mình chạy tới liền, không? Chạy tới liền. Mình khỏi. Rồi. Vậy cái này nha má, chừng nào mà nó kêu á, má bấm đây ha. Nó kêu quá mà má bấm luôn đó. Rồi giờ gắn một cái ở đâu má? Trong phòng má ha. Trong phòng má hay đâu? Phòng má một tí. Nhiều khi cái có cái chất độc nó biết. Dạ. Ê, không gắn đâu kìa. Gắn trong phòng má luôn. Cao quá không anh? Đúng rồi, phải gắn cao hơn. Khối cho bà lên trên á. À. Thường khói nó bay lên trên. Cái CO thì nó bằng nhau. À. Còn ga thì nó bay xuống. Cả nhà Thao đang chuẩn bị để đi dự sinh nhật của Canh Thơ. Thì cả nhà cũng thấy á, con gái đang make up cho Thao đó. Vui không? Lát nữa để coi Thủy đẹp không nha. Hello cả nhà. Cả gia đình Thao đang đến nhà bà ngoại để đón bà ngoại đi sinh nhật Cam Thơ Manh. Thao xin cảm ơn cả nhà đã xem video của Thao. Cả nhà nhớ đón tiếp phần 2 là phần mà gia đình Thao và bà ngoại đi dự tiệc sinh nhật của Cam Thơ nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả trong những video lần tới. Bye.